Quý vị thân mến, chiến dịch Mậu Thân năm 1968 hay còn được gọi là Tổng Công Kích, Tổng Khởi Nghĩa Tết Mậu Thân 1968 ở Việt Nam là một sự kiện ghi hằn dấu ấn không thể nào quên trong lòng người dân Mỹ, đặc biệt là những người yêu chuộng hòa bình và những tổ chức cá nhân phản chiến. Nathaniel James, một nhà hoạt động vì hòa bình chia sẻ: phong trào phản đối chiến tranh đang bắt đầu lan rộng nhanh chóng, nhưng chỉ thực sự bùng nổ sau cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968. Sự kiện này là bằng chứng cho thấy cuộc chiến tranh ở Việt Nam không phải dành cho người dân Mỹ. Nó cũng chứng minh nước Mỹ có thể sẽ thua và không đạt được gì cả. Nhân dịp Tết đến xuân về, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại cái Tết lịch sử của chiến tranh Việt Nam Tết Mậu Thân 1968. Mùng 1 Tết Mậu Thân, biệt động Sài Gòn dằn mặt Dinh Độc Lập. Đúng vào thời khắc giao thừa 50 năm trước, trên làn sóng đài tiếng nói Việt Nam vang lên giọng chúc Tết trầm ấm của vị lãnh tụ Hồ Chí Minh đến nhân dân mọi miền đất nước. Lời chúc như vang vọng trong tim mỗi người con Việt Nam, mỗi người mẹ, người chị nơi hậu phương, mỗi chiến sĩ nơi chiến trường và như một lời hịch hào hùng trong tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Một cuộc tiến công chiến lược được thực hiện dưới sự chỉ đạo tài tình của Đảng, sự đồng lòng của quân dân hòng tạo ra bước ngoặt, làm thay đổi cục diện chiến tranh theo hướng có lợi cho ta trước khi vào bàn đàm phán. Ngay sau lời chúc Tết đầy phấn khởi của Bác, sau đó, đêm mùng 1 Tết Nguyên đán Mậu Thân năm 68, suốt từ vĩ tuyến 17 đến Cà Mau, các lực lượng vũ trang quân giải phóng hừng hực khí thế, bất ngờ tiến công rộng khắp vào phần lớn thành phố, thị xã, hàng trăm thị trấn, quận lỵ, chiếm thêm một số nơi, phát động quần chúng nổi dậy, đập tan bộ máy cơ sở của chế độ Sài Gòn, hòng lật đổ chính quyền ngụy ở nhiều vùng nông thôn. Trận đánh mùng 1 Tết Mậu Thân của biệt động Thành vào Dinh Độc Lập. Tại Sài Gòn trước năm 1975, lực lượng biệt động Thành đã phải xây dựng nhiều cơ sở, hầm chứa bí mật để có thể cất giấu vũ khí an toàn, phục vụ cho các trận tấn công xuất quỷ nhập thần mà Mỹ ngụy không thể ngờ tới. Một trong những cơ sở bí mật đó của các chiến sĩ biệt động Thành là căn nhà số 287/70 Phan Đình Phùng, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 10, quận 3. Ngày nay, căn nhà này như một di tích kháng chiến và được quy hoạch như một địa điểm đón khách tham quan để mọi người có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về cuộc kháng chiến chống Mỹ của người dân Sài Gòn xưa. Căn nhà có một hầm khá rộng, diện tích khoảng 20m², được đào sâu dưới nền nhà có lỗ thông khí, không chỉ dùng để cất giấu các loại vũ khí mà còn dùng làm nơi trú ẩn cho các chiến sĩ biệt động khi bị động. Biệt động Thành đánh vào Dinh Độc Lập năm 1968 đã giấu vũ khí trong căn hầm này. Đó cũng là một cơ sở bí mật nhiều năm liền của lực lượng biệt động Thành để tập kích vào các cứ điểm khác tại trung tâm Sài Gòn mà Mỹ ngụy không hề hay biết. Bà Hồng Nga, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động Lê Thị Riêng, tiết lộ: vào năm 1967, nhận được sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân khu Sài Gòn Gia Định, ông Trần Văn Lai, tức Mai Hồng Quế, một thành viên của đơn vị biệt động số 159, sau đổi tên là Z9/T700, đã mua căn nhà trên và một hầm bí mật đã được các chiến sĩ biệt động Thành nhanh chóng đào khoét dưới nền nhà. Căn hầm được đào có chiều rộng 2m, dài 8m để chứa vũ khí phục vụ cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân. Ngay khi nhân dân còn nhộn nhịp đón Tết Mậu Thân, Bộ Chỉ huy Quân khu Sài Gòn Gia Định đã chỉ đạo âm thầm lực lượng tiến hành tìm kiếm cơ sở bí mật. Để bảo đảm hoạt động bí mật tránh bị địch phát giác, vũ khí đã được gia đình ông Dương Văn Ten, Dương Văn Đây, quân chúng chí cốt của biệt động, giấu an toàn trong ván gỗ đục rỗng ruột, được bó cuộn tròn, dây leo, chậu hoa cảnh để ngụy trang, vận chuyển từ ngoại ô vào nội đô. Còn ông Nguyễn Văn Ba, tức Ba Bảo, nhận nhiệm vụ chở vũ khí từ căn cứ Củ Chi về nội đô Sài Gòn bằng xe tải. Ông đã nhận và chuyển về căn hầm bí mật 350kg thuốc nổ TNT, thuốc nổ C4, 15 súng AK và 3.000 viên đạn, súng carbine, súng ngắn, B40, lựu đạn, dây cháy chậm, kíp nổ, nụ xòe, phục vụ đủ cho cuộc công kích của các chiến sĩ biệt động vào căn cứ. Đêm mồng 1 rạng sáng mồng 2 Tết Mậu Thân, trong lúc người dân Sài Gòn đang rộn ràng đón xuân, giữa phố phường nhộn nhịp đầu năm, ở một cơ sở bí mật, các chiến sĩ biệt động thuộc đội 5 phân khu 6 đã tập kết đông đủ để nhận vũ khí, sẵn sàng tư thế tiến công ngay căn cứ trung tâm của chính quyền Sài Gòn, Dinh Độc Lập,
nơi cơ quan đầu não của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đang hoạt động. Bộ Tư lệnh Biệt động Thành phân công các nhân vật điều hành trận đánh có đồng chí Tô Hoài Thanh tức Ba Thanh là chỉ huy trưởng, đồng chí Nguyễn Thanh Vân tức Hai Thanh là chỉ huy vó, đồng chí Trương Văn Rồi là chính trị viên. Đội 5 biệt động có 15 chiến sĩ, nhưng chỉ có đồng chí Vũ Minh Nghĩa tự là Chín Nghĩa là nữ. Bà Vũ Minh Nghĩa quê ở Củ Chi và là người thường xuyên nhận nhiệm vụ với trung tâm nội thành, điều nghiên kỹ đường xá ra vào các cứ điểm tại trung tâm Sài Gòn. Bà Vũ Minh Nghĩa là nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn duy nhất của đội 5 biệt động Sài Gòn, một trong 4 nhân chứng còn sống đã từng tham gia tấn công Dinh Độc Lập vào dịp Tết Mậu Thân năm 68, bồi hồi nhớ lại. Chiều mùng 1 Tết, 15 cán bộ chiến sĩ biệt động Sài Gòn ở nhiều đơn vị khác nhau được điều động tập trung về căn hầm trên để chuẩn bị tấn công địch. Gần đến giờ G, chỉ huy trưởng Tô Hoài Thanh, tức là ông Ba Thanh, mới phổ biến mục tiêu tấn công của đội 5 là Dinh Độc Lập và phải giữ trận địa 15 đến 30 phút, sẽ có quân chi viện. Khoảng 1 giờ 30 phút sáng, chúng tôi phải lên 3 chiếc xe ô tô chở vũ khí, trong đó có 2 xe của ông nhà thầu khoán Trần Văn Lai để đi tấn công Dinh Độc Lập. Bộ Tư lệnh Biệt động Thành đã xét duyệt thông qua mọi chiến thuật, phương án tiến công. Hướng tiến công xác định theo đường Nguyễn Du bây giờ. Đánh cổng phía nam của Dinh, rồi triển khai đánh chiếm cổng chính. Chắc thắng sẽ chiếm được cổng chính. Chờ đại quân ta đánh tràn vào. Các chiến sĩ biệt động đội 5 đều lo ngại. Hệ thống bảo vệ Dinh Độc Lập rất nghiêm ngặt, mà toàn đội chỉ có 15 người, lực lượng quá mỏng so với nhiệm vụ được giao. Chỉ huy trưởng trận đánh là ông Ba Thanh thông báo thời điểm phát hỏa như kế hoạch của Bộ Tư lệnh Biệt động là đúng 2 giờ sáng. Như vậy, để cuộc tấn công diễn ra đúng kế hoạch, cả đội đúng 1 giờ sáng mùng 1 Tết Mậu Thân xuất quân. Khối thuốc nổ lớn được 3 anh em biệt động trên chiếc xe đi đầu vận chuyển, 2 xe sau cách nhau một khoảng, chở 8 người và vũ khí gồm súng AK, cạc bin, lựu đạn B40 và súng ngắn K54. 2 xe Honda yểm trợ có 4 chiến sĩ trang bị súng ngắn chạy áp 2 xe. Khi đoàn xe tới đường Nguyễn Du, những ụ gác của địch ở đây nhốn nháo đề phòng. Chiếc xe đi đầu đã tiêu diệt ụ gác đầu tiên, rồi nhanh chóng phóng đến cổng sau Dinh Độc Lập để một người lao vào đặt khối thuốc nổ phá cổng. Không may, khối thuốc không nổ. 5 chiến sĩ đành công kênh trèo qua tường rào tấn công vào Dinh. Lực lượng phòng vệ của địch sau phút hoảng loạn đã bắn trả dữ dội. 5 người hy sinh tại chỗ. Lúc này, bà Nghĩa cũng đã bị thương vào bụng, máu ướt đẫm. Bà đỡ thủ trưởng Ba Thanh bị trúng đạn vào ngực trên tay mình. Trước khi hy sinh, ông Ba Thanh căn dặn lại những người đồng đội phải giữ vững trận địa, không được rút, chờ quân chi viện. Gần sáng, không thấy quân chi viện, 8 chiến sĩ còn lại rút vào một cao ốc đang xây dở gần đó, chống trả quyết liệt, đẩy lùi nhiều đợt tiến công của kẻ thù. Tại đây, chiến sĩ Lê Tấn Quốc đã hy sinh, chỉ còn lại 7 người. Sau gần một ngày nữa cầm cự, cuối cùng 7 người cũng bị địch bắt. Bà Chín Nghĩa kể, sau một thời gian bị giam giữ tra tấn, một hôm chính quyền Sài Gòn đem chúng tôi đi thủ tiêu. Chúng bịt mắt chở chúng tôi trên một chiếc xe đến một nơi nào đó, lôi xuống, rồi lên đạn lách cách. Lúc này, chúng tôi nghĩ mình sẽ hy sinh. Đột nhiên, im lặng khá lâu, rồi một tên nói to. Số chúng mày hên quá nên chưa chết. Chúng tôi được trở về trại giam. Sau này chúng tôi nghe kể lại, khi chính quyền Sài Gòn rêu rao sẽ tử hình tất cả biệt động Sài Gòn tấn công Dinh Độc Lập, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã phát đi tuyên bố nếu chính quyền Sài Gòn bắn những biệt động Sài Gòn trên, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam sẽ tử hình một số sĩ quan cao cấp của địch. Có lẽ vì thế mà chúng không dám bắn chúng tôi. Chịu mọc cực hình tra tấn tàn bạo dã man, nhưng người con gái đất thép Củ Chi vẫn không khai nửa lời. Bà Chín Nghĩa đã lần lượt qua các nhà tù Tổng nha Cảnh sát, Thủ Đức, Biên Hòa, Chí Hòa và cuối cùng là nhà tù Côn Đảo. Năm 1974, bà được thả. Năm sau, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, một lần nữa bà Chín Nghĩa được lệnh đánh vào Dinh Độc Lập. Khi đó, nữ biệt động này đã chuyển đơn vị qua A34, Cục Tình Báo Miền. Khi hành quân đến đường Quang Trung, mọi người vỡ òa vì sung sướng khi hay tin Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh đã đầu hàng. Để có trận tấn công của lực lượng biệt động Sài Gòn và Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân năm 68 gây rung chuyển cả chính trường Sài Gòn, thì không thể không nhắc đến công lao của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai, bí danh Năm Lai, Năm U Som, nguyên mẫu của nhân vật Tư Trung, chủ hãng Sơn Đông Á trong phim Biệt động Sài Gòn nổi tiếng sau này.
Ông Năm Lai sinh năm 1920 trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. 13 tuổi phải đi ở đợ cho một ông chủ người Pháp, rồi dần dần nam tiến lập nghiệp và từng bước tham gia tích cực vào hoạt động cách mạng. Nhờ sự nhanh nhẹn tháo vát, thông minh hiếm có, cộng với sự chỉ đạo tài tình của cấp trên và sự hy sinh to lớn thầm lặng của hai người vợ cùng chí hướng, ông Năm Lai đã hóa thân vào vai một cách tròn trịa, nhà thầu khoán nổi tiếng Mai Hồng Quế, chuyên trang trí nội thất cho phủ Tổng thống chính quyền Sài Gòn và vào làm việc tại cơ quan viện trợ USOM của Mỹ. Với vỏ bọc hoàn hảo này, ông Năm Lai đã nhiều lần chở trên 2 tấn vũ khí gồm B-40, B-41, lựu đạn, súng AK, thuốc nổ TNT về và một mình đưa xuống hầm ngầm nói trên để cất giấu chờ ngày đánh địch. Ngoài ra, ông còn tích cực giúp sức cho các chiến sĩ nằm vùng trong lòng địch cũng như tiếp tế tiền của phục vụ cho cuộc chiến tranh vệ quốc lâu dài của cách mạng. Hiện nay, căn nhà số 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1988. Quý vị thân mến, sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1968, cuối cùng phía Mỹ đã phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và đơn phương ngừng đánh phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra. Rõ ràng, về mặt chiến lược, Mỹ đã thua đau trận này khi cả nước Mỹ đứng lên phản đối cuộc chiến phi nghĩa này.